Để chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Thì hôm nay em về nhiều hàng VIP để sưu tầm lắm nha mọi người. Đó, thì mọi người thấy phù hợp với công việc hoặc là ưng ý để sưu tầm thì liên hệ số tiêu đề em để ở cái tiêu đề của video. Thì tất cả những cái sản phẩm trên này em đều bao phí vận chuyển hết rồi, kể cả ship COD em cũng bao phí, mà chuyển khoản em cũng bao phí luôn. Đó, thì anh em nào mà giao dịch với Lễ lần đầu tiên thì cố gắng đặt cọc giúp Lễ nếu mình muốn ship COD. Còn những anh em nào mà mình giao dịch lâu rồi á thì thoải mái, sao cũng được hết, sao em cũng bao ship hết. Nói chung là em bán hàng trước giờ là bao ship, không có cái nào mà không bao hết đó, kể cả sản phẩm nhỏ sản phẩm lớn gì cũng bao hết nha mọi người. Đó, thì hôm nay em có về được hai cái mỏ lết helix vàng nha mọi người, dòng mỏ lết Peterson của Mỹ nha. Đó, thì cái này hàng xưa cổ và rất là hiếm. Đó, thì có hai cây, một cây đẹp và một cây dùng rồi. Thì em ưu tiên nói cái cây dùng rồi trước, giá mềm nha mọi người, giá chỉ có 1,4 triệu thôi. Đây là nằm trong cái hộp vàng như thế này, đây đây full vàng như thế này, rất là đẹp. Và cây cây mỏ lết cũng full vàng luôn nha mọi người, mã của nó là 371, giá là 1,4 triệu nha mọi người. 371 cái mã dưới mọi người đừng quan tâm nha, 371 giá 1,4 triệu. Đây nằm trong một cái hộp, cái này là nhung nha mọi người, nhung hộp vàng nhung, để em lấy ra cho mọi người coi. Hơi khó lấy ra, mắc lấy luôn cái này ra. Hả, đây là hàng full box. Cái này là mỏ lết helix 8 inch nha mọi người. Thì dòng helix của Peterson nè, Peterson công ty Peterson ở dưới có cái bắt độc quyền của Mỹ đó. Thì mọi người tra cái bắt này lên Google sẽ ra nha. Đó, thì cái dòng này nó độc đáo ở chỗ là cơ cấu trượt nha mọi người. Đây trượt, và cái trượt của thằng helix này nó rất là đã mọi người, rất là đã luôn, rất là mượt luôn, nó rất là nhẹ, rất là nhẹ. Cảm giác là sướng. Size 8 inch nha mọi người, thì nó chỉ sản xuất một dòng 8 inch thôi, gồm có màu vàng, màu đen. Màu đen bữa trước em về có mấy cây thì em bán á, mọi người có thấy á đó. Còn nay làm gì màu vàng, nó còn một loại màu đen nữa, màu trắng nữa nha mọi người, siêu trắng nữa đó. Tất cây này thì có dùng rồi nha mọi người, cây này có dùng rồi nên là giá nó rẻ nha mọi người. Đây hàm của nó, đây hàm có dùng rồi nha, đây hàm dưới của đây nó có vết dùng nè đó. Không có tróc xi nha mọi người, không có tróc xi, còn đẹp hoàn hảo nhưng mà có vết dùng rồi, cho nên là giá của nó sẽ mềm nha. Đây helix 8 inch Peterson đàng hoàng ha, ở dưới có cái bắt độc quyền, mọi người có thể tra cái bắt đó trên Google nha. Hàng hoàn toàn là hàng xưa tại Mỹ nha mọi người. Đây đó, thì cái này rất đáng để mọi người sưu tầm, kể cả cây dùng rồi này cũng đáng để sưu tầm nha mọi người. Thì đây một cây đầu tiên, mã là 371, nằm trong cái hộp như thế này hả, 371 giá là 1,4 triệu. Rồi 370 giá 1,8 triệu dành cho anh em nào mình chơi game VIP hơn. Thì giá này thì giá cây chưa dùng nha mọi người, cây này là cây chưa dùng này, lớp nhung cũng còn rất là đẹp nha. Đó, cái hộp hàng còn full hộp nha. Đây helix của Peterson luôn, y chang như cái hồi nãy nha mọi người, helix Peterson tool đó. Cái bắt độc quyền cũng y chang cái bắt hồi nãy luôn, không khác gì hết, mạ vàng full vàng nha mọi người, full vàng hết luôn. Đây chữ phía sau đây, đây à, rất rất là đẹp và rất là hiếm nha mọi người. Cơ cấu cũng trượt rất là độc và trượt rất là nhẹ tay luôn, cực kỳ nhẹ tay. Cái này là trượt là rất là sướng luôn. Size 8 inch à, thì dòng helix này nó chỉ sản xuất duy nhất một cây 8 inch và có 3 màu vàng đen. Vàng là bị phiên bản cao cấp nhất, phiên bản đặc biệt nhất, rồi vàng rồi tới trắng rồi tới đen nha mọi người. Bữa hổm đen thì em có bán rồi, nay hết hàng rồi, màu đen em hết hàng rồi. Nói chung mấy cái này á thì qua một đợt là hết thôi, chứ tại vì lấy số lượng nào đó thôi chứ không có nhiều nha mọi người. Để ngược ok nè. Rồi 370 và 371 là hai cây mỏ lết helix. Rồi 372 em có một cái bộ, nói chung là tất cả những cây mỏ lết đen ngày hôm nay đều là hàng chưa can thiệp hết, tức là hàng chưa đụng địa gì hết, còn nguyên zin hết. Nó có sao để vậy hết nha mọi người. 372 thì đây gồm có 3 cây 71, 72, 73 liền series của thằng Baco Thụy Điển nha mọi người. Baco Made in Sweden và rất rất đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn, đẹp không tì vết luôn. Đây 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 mặt, đây mặt bên này, đây siêu đẹp và gần như là chưa sử dụng luôn. Trong này mọi người nhìn nè, đó đây cái này là dầu thôi, cái vết phay còn y chang luôn. Đó, đây
hàm sắc bén rất là đẹp nha. Thì nguyên cái bộ này có 3 cây nha mọi người, em không bán lẻ nha, bán cả 3 cây về cho anh nào mà mình sưu tầm 3 cô nha. Đó, rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Bộ này là bộ siêu phẩm luôn, đáng để sưu tầm luôn mọi người. Nói chung là kiếm được một bộ như thế này là rất giả nha. Cây này là cây 8 inch nè, 8 inch, mã là 71, ba cô 71 nha. Chung một series luôn á. Rồi tiếp theo là cây 10 inch nè, mã bán hàng là 372 nha. Cây 10 inch nè, đó, 10 inch ba cô 72 mắc in quýt đần, rất là đẹp luôn nha mọi người. Cái này là siêu đẹp luôn á. Đó. Cực kỳ đẹp luôn, mọi người coi nè. Đây. Đây. Siêu đẹp luôn mọi người, đây là siêu phẩm nha. Bên trong nè, mọi người thấy nè. Đó. Đẹp không tì vết luôn, gần như chưa sử dụng luôn mọi người. Đẹp như chưa sử dụng luôn. À. Đây. Cực kỳ đẹp nha. Đó, thì cái này là có giá trị sưu tầm rất là cao, đặc biệt là ba côn và rất là khó tìm. Đó. Rồi tiếp theo là cây 71 rồi ha, 72 đi ha. 71, 72 tới cây 73 nha, 12 inch, 73. Cũng mắc in squid đần luôn, cực kỳ đẹp nha mọi người. Cái bộ này là đáng để sưu tầm lắm. Tất cả là chưa bung hết, còn nguyên zin hết. Đây. Thì mọi người ai chơi ba cô lâu năm mà nhìn mấy cây này là ghiền rồi. Đó. Đây. Bề mặt đây. Đó, cái loại 70 70 71 72 73 này là cái hàm nó dày kinh khủng nha mọi người. Loại hàm nó rất là to. Cái bề dày này nó rất là dày nè, rất là dày luôn, nhìn cái hàm nó rất là khủng khiếp luôn. Rất là khủng khiếp luôn. Đây. Với cái dòng 4 số á, cũng dày khủng khiếp luôn mọi người. Đây hàm đây. Cực kỳ đẹp và cực kỳ mượt luôn. Đây mọi người nhìn nè. Đó, không tì vết luôn nha. Đó, siêu phẩm không mọi người. Rồi, bộ này thì ai cần liên hệ với em. Giá cũng yêu thương thôi. Mã là 372 nha mọi người. 372, hôm nay bộ lết đẹp lắm. Rồi 373, 373 em có một cái mỏ lết tớp hoàn toàn chưa can thiệp gì nha. Giá 600, chưa đụng địa gì hết. Đó, 250mm tớp. Đây, con sâu của nó đặc biệt ở chỗ là con sâu nó tách đôi nha mọi người. Phần nửa đen, phần nửa trắng này. Chính vì tách đôi như vậy á, nên nó không có cái lắc lóc cóc vậy. Không lắc lóc cóc luôn. Cái hàm nó bị đơ lại là không lắc lóc cóc. Đó. Thì cái này trượt rất là mượt luôn. Và con này mới hoàn hảo, chưa dùng nha mọi người. Đây. Đó. Không biết có dùng chưa, nhưng mà bảo đảm là không cấn cá chỗ nào. Và sọc phay còn rất là đẹp nè. Mọi người nhìn thấy cái sọc phay nữa nè. Đó. Đó. Bên này nè. Mình thấy sọc phay nè. Còn nguyên sọc phay luôn nha. Đó. Đó. Nguyên sọc hết. Và còn đen thui. Đẹp. Mới tinh luôn. Đó. Thì kiếm những con mỏ lết đẹp như thế này để sưu tầm nha mọi người. Mấy con như thế này giá trị sưu tầm thôi. Đó. 373 giá là 600. Rồi 374, một con 4 số đầu to. Cái này to cực kỳ nha. Đó, mọi người nhìn thấy cái đầu nó khủng khiếp cái đầu chưa? Và hàng chưa can thiệp gì hết, full zin. Zin từ đầu tới cuối luôn. Không đụng địa gì hết, bề mặt đây. Người nhìn sẽ thấy sọc phay còn y chang luôn. Cái này dọc phay ngang nha mọi người. Những cái con 2 số kia là phay dọc, còn này phay ngang nha. Đây. Full nguyên zin nha mọi người, full nguyên zin, chưa can thiệp nha. Đó. Hoàn hảo. Ba cô Sweet Dawn thì mấy con này là có giá trị sưu tầm cao, cực kỳ đẹp luôn mọi người nhìn thấy nè. Nước da của nó nè, cái đầu này cực kỳ to luôn mọi người nhìn thấy, nó to dữ lắm. Thì cái dòng 4 số 0673 với cái dòng 2 số đó thì to, tí xíu nữa em sẽ cho mọi người coi những cái dòng nó mỏng. Đây, so với một cái cây Mitsubishi đi, mọi người nhìn thấy nó to thấy rõ luôn á. Đó, người nhìn thấy nó to hơn dữ lắm. Đây. Đó, thấy không? Mình nhìn thấy cái kích thước nó xê lệch khoảng chừng 1,2 lần á. Đó. Rồi, 374. Giá là 700 nha mọi người, 374, rất là hiếm. Rồi, 375, 375 con này 400 của Mitsubishi, đẹp hoàn hảo luôn. Đây, Mitsubishi size 200mm, đẹp hoàn hảo. Mà miệng chưa can thiệp nha mọi người. Đó, chưa có đá động gì hết đây. Đây, full zin nha mọi người. Full zin. Đó, còn điện thui luôn. Đó. Đây, sọc phay còn y chang của nó luôn. Cái này cũng vậy. Đó. Chưa sử dụng nha mọi người. Không biết có sử dụng chưa, nhưng mà điều nó đẹp hoàn hảo nha.
Rồi 375 giá là 400 nha. Mọi người nhìn thấy sọc phay của nó còn hết nè. Đó, mọi người gì muốn làm đẹp cũng được, hoặc là nhờ em làm đẹp cũng được. Em có thể làm mới tinh luôn, nhưng mà điều em muốn giữ zin vậy để bán dễ nè. Rồi 375 450, con này cũng nguyên zin chưa can thiệp luôn nha mọi người. 8 in Baco 0671, nó cũng giống như cái cây này vậy nè. Cái này là 0673, nó còn thiếu cây 0672 nè. Dòng này là dòng V Steel nè. Đó. Cái dòng kia là dòng khác nha mọi người. Dòng kia là dòng 2 số, dòng này là 4 số. Hàng này có 2 cây thôi. Đó. Không đủ bộ, nếu mà đủ bộ thì em bán bộ rồi. Đó. Thì mọi người mua, nếu ở nhà có cây 10 rồi thì đây có cây 8 với cây 12. Đó. Baco Thụy Điển nha mọi người. Toàn bộ là hàng Thụy Điển 0671, mới hoàn hảo luôn, 8 inch. Đây. Đẹp như chưa dùng nha, sọc phay còn y chang nha. Đó, ai sành chơi thì sẽ thấy biết. Đó. Mấy cây này mượt dữ lắm. Còn sắc cạnh nha mọi người. Còn sắc cạnh siêu siêu đẹp. Rồi 376 giá 450 ngàn nha mọi người. Hàng hôm nay cực kỳ đẹp. Đáng để sưu tầm. Nói chung là chỗ em bán hàng tuyển mọi người. Giá thì sẽ cao hơn một tí xíu nha, nhưng mà đã mang tiếng hàng tuyển thì nó phải đẹp ra cái chất của hàng tuyển nha mọi người. Rồi 377 một cây Mitsubishi đang ôm luôn, và hàng cũng chưa hoàn toàn chưa có đụng địa gì nha mọi người. Izin luôn, đây mọi người nhìn thấy cái sọc phay còn izin luôn hả. Bên này cũng vậy, izin. Mọi người muốn em làm đẹp mới tinh luôn cũng được, nhưng mà do là em để izin vậy em dễ bán nha mọi người. Đây đó, hàm mọi người nhìn thấy ghiền chưa. Đây hàm bên này đây đó. Nói chung là tất cả những mẫu lót đen ngày hôm nay rất rất là đẹp hả. Rồi 377 giá là 600 ngàn. Hả? Rồi 378 một con tự động của thằng Sanki. Hả? Size là 300mm nha mọi người. 300mm con này rất là độc đáo. Hàng của Sanki nội địa Nhật nha. Hồi nãy là hàng của Mitsubishi là Nhật, Baco là của Thụy Điển. Thụy Điển đúng rồi. Thụy Điển. Còn cái này là của Nhật nè. Con này thì cực tự động. Hả? Vậy là vô khớp rồi đó. Mình bóp vô vậy là mình lôi thôi. Hả? Và nó có cái bi, nãy nghe tách tách, nghe sướng tay lắm đó, mọi người nghe đó. Hả? Đây. Con này là trượt tự động của thằng Sanki nha mọi người. Tự động của Sanki 300mm, hàng nội địa Nhật, full thép alloy nha. Alloy steel hả? Đẹp. Răng của nó đây, quên cho coi răng chứ. Lâu quá rồi không bán cái này lại quên nè. Đây. Răng là chưa có cấn cá cái nào luôn nha mọi người. Có tróc sơn thôi chứ nó không cấn nha. Đẹp hoàn hảo, răng dưới này cũng vậy. Đây. Người nhìn thấy không có víu cái răng nào hết. Đó, đẹp chưa hả? Không víu răng nào hết nha. Cơ cấu trượt rất là hay. Rồi một con xanh khi 378 giá là 600 nha mọi người. Rồi 379 em có một cái con kìm mở ốc hư ốc chết size 7 in của Virip, sản xuất tại Mỹ vào 1998 nha mọi người. Sản xuất tại Mỹ 1998 tại Mỹ. Hàng còn full mới hoàn hảo, code đóng mắc in USA ở dưới đít nha. The Original sinh 1924, đây là bản kỷ niệm 75 năm thành lập Virip, size 7 inch, tương đương với chiều dài 18cm mọi người. Hàng còn full mới hoàn hảo nha, bản kỷ niệm 75 năm thành lập Virip. Thì anh em nào mà đang sưu tầm Virip, liên hệ mua con này để sưu tầm, giá là 1.4 triệu, mã 379. Rồi, 380 em có cây 7CR cũng 7 inch nữa nha mọi người. 7 inch, 7CR, cây này được sản xuất vào năm 1997 tại Mỹ nha mọi người. Rồi, 1997 tại Mỹ, hàng còn full seal, full bìa, chưa dùng, vẫn đóng mắc in USA, The Original sinh 1924, cây này cũng là bản kỷ niệm 75 năm thành lập của Virip nha mọi người. Mã 380, 7CR, dạo này hàng nó hiếm lắm, hàng Virip cực kỳ hiếm rồi. Do là nó ngừng sản xuất từ 2008 tại Mỹ rồi, cho nên là giờ mình gom những cái đồ cũ mình bán, từ từ nó cũng hết kho mọi người. Bên Mỹ nó đâu có còn hoài đâu mà mình mua hoài được. Đó, tiếp theo em có một cây dây xích 20R, cái này là hàng cổ xưa nha mọi người. Đời của nó là đời 1957 á, rất là xưa rồi. Nó đóng ở dưới đít là code 3 dòng nè, 3 dòng code. Hàng còn full mới hoàn hảo luôn, dĩ nhiên nước xi xưa sẽ không sáng nước xi nay đâu nha mọi người. Mọi người nhìn nè. Đó. Nó theo thời gian rồi nên là màu nó sẽ úa, màu nó sẽ ngã sang màu đục đục như thế này, nhưng mà nước xi cây này là còn rất là đẹp. Nó chỉ tróc xi ngay chỗ này nè, một tí xíu thôi, không có đáng kể. Đó, đây nó có bắt bèn ngay chỗ này. Thì những cây xưa nó mới có thôi. Và trên từng mắt xích nó đóng vậy nè, Virip USA
20R nha mọi người. Đó, mắt xích nào cũng có đóng. Này, mấy cái mắt xích nè, có đóng rất là nhiều luôn. Đó. Thì khác biệt giữa hàng xưa và tí xíu nữa em sẽ có một cái cây hàng nay cho mọi người. Hàng sản xuất ở những năm 90 nó sẽ khác một tí. Đó, ba dòng chữ nha mọi người. Thì ai cần cây này liên hệ với em nha. Rồi, tiếp theo. Mã 382. 382 em có bộ series chữ ký của tay đua nha, 197 nha mọi người. Đó. Thì cái bộ này là nằm trong cái series chữ ký của thằng này. Cái thằng tên này nè, 97. Đó, thì do Erwin Mỹ sản xuất. Đây, đóng đây. Mặt in USA và cây dưới cũng đóng mặt in USA luôn nha mọi người. Cam kết 100% là hàng Mỹ. Đó, thì thay vì nó đóng chữ Erwin Rip nhưng mà nó không đóng, nó đóng cái chữ ký của cái ông này nha mọi người. Chữ ký của ông này nè. Đây, chữ ký ông này, không biết ông này giờ còn sống nữa. Đó, thì gồm có hai size. Đây là 6L và cây này là 10WR. Đó, một cây 6, một cây 10, giá là 2,2 triệu nha mọi người. Mã 382. Thì cái này anh em nào mà mình sưu tầm, mình muốn nó độc, nó lạ thì mình mua cái bộ này. Hàng còn full bìa, full seal, chưa khui nha mọi người. Độc lạ. Này được sản xuất vào năm 2003. Đây, Erwin 203. Cực kỳ đẹp, hoàn toàn tại Mỹ nha. Cũng khá là khó tìm đó. Rồi, mã của nó là 382 nha mọi người. 382. Rồi tiếp theo 383. 383 em có một cái bộ vai rip 3 cây 7R, 7CR và cây 6LN, giá là 3,3 triệu. Luôn bìa nha mọi người. Luôn bìa như thế này là 3,3 triệu nha. Có giấy tờ đi theo đầy đủ nha. Rồi đi vào từng cây nha. Rồi, đầu tiên là cây 7R, thì tất cả những cây trong này đều chưa dùng hết, bản kỷ niệm 75 năm hết nha mọi người. Chưa dùng hết nha. Rất là đẹp, full nước si. Thì anh em nào mà mình chơi cái này mình treo lên sẽ rất là đẹp nè. Đây, hàng còn full mới hoàn hảo. À, môi miệng sát đẹp hết. Nói chung là cái bộ này cực kỳ đẹp. Và lâu lâu mới xuất hiện được một bộ bao da như thế này mọi người. À, hàng bao da giờ nó hiếm lắm. Rồi tiếp theo là cây 7CR, hàng còn full mới hoàn hảo, full nước si nha. Dĩ nhiên ở chỗ em bán thì hàng bao đẹp luôn. Hàng thì để sưu tầm, mà đa phần khách của em cũng là khách sưu tầm. Cho nên là em lấy vào em rất là đắn đo giữa cái đồ cũ và đồ mới. Ít khi nào em lấy đồ cũ lắm. Đồ cũ vẫn có hàng nhưng mà đều không dám lấy gì khó bán mọi người. À, thà là bán đồ mới như thế này nó dễ. Đẹp kỳ. Thì cái bộ này được sản xuất vào những năm 90 nha mọi người. Hàng của thập niên 90. Đó. Coi tờ giấy này coi. Đây nè mọi người, 1980, 1989 mọi người. Đó. Giấy này vậy là giấy cũ của những năm 80 nha mọi người. Giấy cũ của những năm 80. Đó. Nhưng mà cam kết bộ này là sản xuất ở những năm 90 chứ không phải những năm 80 đâu. 6LN rồi. Tại vì em thấy có cái bản kỷ niệm 75 năm là nó được sản xuất 1997 tới 1999 đó mọi người. Đó, mà in USA, đó, US bắt đầy đủ ha. Cây này thì full mới hoàn hảo luôn. Bộ này nó khá là rẻ. Mã là 383, nó chỉ có 3,3 triệu thôi. Thay vì mua từng cây gom lại nó sẽ nhiều tiền. Mua một bộ thì nó rẻ hơn mọi người. Đó. Đây. Full mới hoàn hảo nha. Hàm họng thẳng thớt hết. Rồi, anh em nào mà chốt bộ này nhanh chóng liên hệ với em nha. 383, vai rip, full bìa. Rồi, 384 em có một cây vai rip 7CR hàng hộp nha mọi người, hàng hộp dòng bảo hành trọn đời bên Mỹ nè. Vì Việt Nam này em không có bảo hành trọn đời đâu, nói chung là bảo hành trọn đời cũng được. Vì em biết mấy anh mua chỉ chơi sưu tầm bỏ lên kệ thôi chứ có dùng đâu. Nhưng mà nếu mà bảo hành trọn đời mà mua dùng bảo hành trọn đời không dám bảo hành nha mọi người. Tại vì em không có thể nào sản xuất ra cây khác để mà bảo hành đâu. 384 giá 1,3 triệu. Hả? Full mới hoàn hảo, cây này được sản xuất vào 1997 nha mọi người. 1997 tại Mỹ. Hả? Không nói là hẹo. Để xin khô nó ra. Đây. Ừ. Thì cái này cái hộp còn rất là mới nha. Mới tinh luôn. Đó, cái khay cũng mới tinh luôn. Đây. Hộp khay, cái kim nè. Rất rất đẹp nha mọi người. Rất đẹp. Thì nước si này đẹp mượt mà rồi. Không có tróc chỗ nào hết. Đó. Hàm họng thì thẳng hết nha mọi người. Đây. Bóp xuống cho mọi người coi. Đó. Thẳng hết, rất là đẹp nha. 7CR. Anh em nào mà mình sưu tầm mình hốt cái này cho nó đẹp nha. Cái này nó có một vàng một xanh nha mọi người, nhưng mà vàng thì hết rồi, xanh thì cũng sắp hết rồi. Đó. Không có nhiều. Bữa trước em mua gì được nhiều nha, chứ em, mà em chia lại cho mọi người bớt. Thành ra em còn bấy nhiêu thôi. Đó. Rồi, mã này là mã 384 nha mọi người, nhanh tay sắp hết rồi nha mọi người. Không còn hàng. Rồi 385, 385 nó khác với cái cây 381 hồi nãy nha mọi người. Hồi nãy là cái cây ông cụ, con này là
trẻ hơn. Cái này nó sản xuất ở vào những năm 90, nay nó mới có hai mấy năm thôi, hai mấy năm cũng coi được coi là đồ cổ rồi đó mọi người. Đó, đây đây là cây Varis 20R, hàng còn full box hoàn hảo nha mọi người, full box hoàn hảo, đóng mắt in USA ở dưới nè. Đó, cây này sản xuất hàng của thập niên 90 nha mọi người, hàng của thập niên 90 thì nó khác với hàng xưa ở chỗ là ngay chỗ này. Nói chung là cây nào cũng xưa chứ không phải là cây kia xưa, cây này nay đâu, cây này cũng hai mấy năm rồi. Nhưng mà ở đây là hàng thập niên 90 thì đây nó không có đóng cái bắt. Với trên từng mắt xích thì nó sẽ không đóng chữ Varis nha mọi người. Đó. Nhưng mà được cây cây này là chưa dùng, full box hoàn hảo, còn cây kia là cây dùng rồi nha mọi người. Rồi 385, giá là 1 triệu 3 nha. Rồi 386. 386 cây này liên hệ giúp em nha. Đây là một cái cây 6L 6BN nha mọi người. Nó giống như cái 6LN vậy á. Nhưng mà cái mẹ cái mỏ nó được bẻ cong qua một bên thì cái này là hiếm cực kỳ. Nói chung là hiện tại em thấy chỉ có một mình em bán thôi, chưa có ai bán loại này hết á. Đó. Thì sau này không biết có ai bán không, nhưng mà hiện tại thì chỉ có mình em bán thôi. Đó. Giá thì mọi người liên hệ giúp em, do cái hàng này nó hiếm. Số lượng nó sản xuất tung ra thị trường cực kỳ ít cho nên là nó không có hàng để mà mua nhiều. Đó, thì thành ra giá cũng được đội lên cao nha mọi người. 6BN cái mỏ rất là độc đáo nè. Đó, rất là nhiều anh sưu tầm thiếu cái món này. Thì anh nào mà chịu chi, chịu chơi, yêu thích cái dòng mà mỏ cong như thế này, với lại muốn sưu tầm Varis mà mình đủ bộ á, cho nó đẹp á. Đó, thì cái dòng mỏ cong này rất là nhiều anh em tìm. Đó, thì em có một cây nha mọi người, và size 6. Thì size 9 và size 4 thì em chắc chắn với mọi người là em không còn. Nên là mọi người... em không có nhận đặt hàng nữa, do là cái đó em hết rồi. Tại vì bữa em mua là 3-4 cây gì đó, sau đó em quay trở lại em mua thì người ta báo hết là không còn nữa, cho nên là em không có hàng để bán. Em cũng hứa với nhiều anh nhưng mà không có hàng để bán, cho nên là em phải hồi đó. Thì em thông báo thẳng như vậy. Còn 6 này thì em chỉ còn một cây thôi. Người ai có nhu cầu hoặc là đang thiếu trong bộ sưu tập của mình thì mình nhanh chóng mình đổ sung vô nha. 386 cực kỳ là khó tìm cái dòng mỏ cong như thế này. Rồi 387 là một cây 4LW nha mọi người. Loại này nó cực kỳ nhỏ nha, cực kỳ nhỏ đó, nhỏ nhưng mà giá tiền nó lại cao đó. Nó chỉ rẻ hơn cây kia có 100.000 xe 7 á. Mặc dù cây này vào việc rất là ít mọi người, không có vào việc được gì á, nhưng mà nó đẳng cấp ở cái là nó nhỏ, nó nhỏ như thế này nè, dân sưu tầm rất là thích đó, cực kỳ thích những cái cây nhỏ như thế này. Đây là size mini, nằm nhỏ hơn cái lòng bàn tay mình lắm, cầm lại là nó gọn trong lòng bàn tay luôn á. Vẫn sản xuất tại Mỹ nha mọi người. Cây này sản xuất 1997 nha. À cây này hồi nãy được sản xuất vào năm 1994 nha mọi người. 1994 à, cổ rồi. 1997 đây. Varis dòng chưa bung nguyên siêu nha mọi người, an tâm. Rồi tiếp theo 388, em có một cây Varis mỏ nhọn 6LN. Cái này giá 1,1 triệu nha mọi người, hàng còn full siêu. Cây này được sản xuất vào năm 1997, hoàn toàn tại Mỹ nha. Hàng em bán là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nên là mọi người cứ an tâm. Made in USA, thậm chí trên từng cây kiềm có bắt độc quyền thì mọi người có thể tra Google ra. Đó, đóng Made in USA đàng hoàng. Đó. Rồi, mã vạch nữa. Đó, nhiều điểm để nhận dạng lắm. Đó. Thì tại vì á, sau năm 2008 là cái dòng Varis này nó sản xuất tại Trung Quốc rồi. Chính vì vậy nên là mọi người hay bị lầm là vậy, lầm dính hàng Trung Quốc là đuối tiền luôn. Đó. Còn hàng của em bán thì đóng mắt in USA. Mọi người lưu ý, ở đây nó có cái chốt mà dạng như cuộn như thế này. Với nên này nó đóng chữ mắt in USA là chắc chắn hàng Mỹ. Còn những cái cây mà ở đây nó tán giống y vậy luôn nè. Ở chỗ này nè, mà nó tán giống vậy. Với lại trên này nó không ghi gì hết. Ở sau đuôi này nó có âm thêm một cái lỗ lục giác. Với đây nó ghi thêm chữ Erwin ngay chỗ này. Thì cái đó mọi người phải xem lại ha. Nói chung là cũng có nhiều người bán, em không nói mít lòng ha. Giá phải hợp lý. Nói chung là bán hàng đó thì giá phải hợp lý, chứ nếu mà nó mắc như hàng này thì mọi người mua cẩn thận hả. Rồi 390 hả? Tại vì giá một cây kiềm như thế này mà hàng sản xuất tại Đài Loan thì nó khoảng chừng vài trăm thôi, chứ nó không có nhiều đó. Mà nếu mà ai đó bán ngoài 1 triệu thì hàng Đài Loan mà bán ngoài 1 triệu thì cái đó là mình mua bị hớ nha mọi người, thì em nói như vậy hả? Nhưng mà em thấy trên những sàn giao dịch như Shopee, Lazada họ bán rất là hợp lý hả? Thì cái đó là cái công việc kinh doanh của người ta hả? Hàng đó là hàng mới, sản xuất hoàn toàn tại Đài Loan thì trên đó người bán vẫn để là Đài Loan chứ không ai dám để Mỹ á. Đó, đây, Made in USA nha mọi người, hoàn toàn sản xuất tại Mỹ. Rồi, cây này là cây 12LC, lâu lắm rồi mấy 12LC mới về mọi người, được con cặp này. Con cặp này thì nó đã, nói 390, 391 này đã cái là ai sưu tầm quốc con cặp này sẽ đẹp luôn. Đó, tại vì cái dòng 12LC này nó chỉ có hai dạng code thôi, một là Made in USA, còn hai là dòng code
bản kỷ niệm 75 năm vậy thôi chứ nó không có cốt khác nha mọi người. Đó, thì hai cây đẹp hoàn hảo chưa dùng nha mọi người, không biết có dùng không nhưng mà điều hàng cái hàm răng rất là đẹp, sáng trưng luôn và rất là đẹp nè mọi người, nhìn nè đều tăm tắp luôn, môi miệng cũng cực kỳ đẹp luôn mọi người, môi miệng cũng cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, đẹp luôn. 390 giá 1.600.000 nha mọi người. 391 391 12LC. Cái này thì cái code khác code nãy nha mọi người. Nói chung là một cặp code luôn á, cực kỳ đẹp nha. Full nước si hoàn hảo nha, không có tróc chỗ nào hết, đẹp lắm, đẹp luôn. Răng nè mọi người, nhìn răng nè. Răng zin, chưa cắn cá gì hết. Đây. Sáng trưng luôn, cực kỳ đẹp nha. Đây, 391 giá 1.600.000 luôn. Này khó tìm nha. Nói chung không phải hồi trước dễ tiền lắm nhưng mà ngang lúc này thì nó khó, bắt đầu khó rồi. Cây này mọi người ai yêu mà hàng xưa mà mình muốn mua gì dùng thì em có cây này mua gì đáng để mua dùng luôn mọi người. Hàng xưa chỉ có 950 thôi mọi người, nhìn cái này là thấy đã liền nè. Đó, thì cây này được sản xuất vào thập niên 60 luôn mọi người nhưng mà trong tình trạng còn rất là hoàn hảo luôn. Đó, dành cho anh em nào mà mua gì dùng, nước si không đẹp nha mọi người, nước si nó hết đẹp rồi. Đó, hàng xưa không hợp nha. Và hàm răng cực kỳ là khỏe. Răng này kêu bằng răng trâu bò luôn á. Đây. Đây. Đó, cả 60 năm trôi qua rồi mà nó còn vậy á mọi người. Rồi, cây giá rẻ chỉ có 950.000 thôi. Lâu lắm mới được cây như thế này, anh em nào mà mua sử dụng cây này là đáng đích luôn. Rồi, clip em kết thúc tại đây mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Em lia qua một vòng cho mọi người, có ưng ý cây nào thì mua ủng hộ em nha. Rồi, nếu thấy clip hữu ích nhớ cho Lễ một like ủng hộ và đừng quên ấn cái đăng ký kênh để đón xem tiếp theo Lễ có bán gì nữa không nha. Rồi, bye bye, chúc một ngày thật là tốt lành.